Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang chỉ đạo các địa phương, các hợp tác xã khẩn trương rà soát, kiểm kê số lượng giống cần để xạ cho vụ đông xuân 2022-2023. Đồng thời tổng hợp danh sách gửi về cho Ủy ban nhân dân huyện để quản lý lịch thời vụ kịp thời cũng như lên phương án chăm sóc cây trồng về cuối năm. Đến với những địa phương cần hỗ trợ giống, sở sẽ có kế hoạch phân bổ lượng giống mới trong thời gian tới, tập trung vào các giống hữu cơ trung ngắn ngày và hỗ trợ các vật tư nông nghiệp phân bón để bà con yên tâm sản xuất. Với các vùng trồng rau màu hay các vùng hoa chuyên canh, đề nghị chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ kịp thời để bà con tăng năng suất sản xuất phục vụ cho thị trường Tết. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Những ngày này, người trồng hoa Hòa Vang đang tất bật với việc chăm bón để cung ứng ra thị trường các chủng loại hoa, đáp ứng thị hiếu người chơi hoa trong dịp Tết đến xuân về. Nắm bắt nhu cầu chơi hoa Tết của người dân, nhất là người dân ở những khu vực đô thị, các chủ vườn hoa ở Hòa Vang đã linh động dịch chuyển từ việc trồng các loại hoa truyền thống như cúc đắc, vạn thọ, màu gà, thực dược, sang trồng hoa treo giả yến thảo với đa dạng sắc màu. Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhà vườn chị Võ Thị Kim Thoa ở thôn Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn chỉ trồng 1.000 chậu hoa treo giả yến thảo, không đáp ứng đủ nguồn cung ra thị trường, nên vợ chồng chị quyết định đầu tư trồng hơn 5.000 chậu để phục vụ nhu cầu người chơi hoa trong dịp Tết Quý Mão này. Mới đào thì cũng cực lắm, chứ không có phải là sướng đâu, nhưng mà cũng 3 năm đó, bồng dập lắm mới lấy được vậy này. Nói chung là người dân người ta cũng có nhu cầu chơi hoa này nhiều, thành ra vợ chồng em cũng lồn để có nhu cầu cho dân đó. Tại tổ hợp tác trồng hoa Gò Giảng, xã Hòa Phong, hàng chục chủ vườn đang lặng lẽ nhặt lá, nhổ cỏ, tưới nước vào phân để cho ra thị trường những chậu hoa bắt mắt nhất. Thay vì mọi năm các chủng loại hoa cúc vẫn là ưu tiên số 1 của nhà vườn, thì năm nay hoa treo các loại, nhất là giả yến thảo, vẫn là dòng hoa chủ lực lên ngôi với ưu điểm dễ tiêu thụ, thu nhập cao, chỉ cần một vụ hoa Tết bằng thu nhập các loại hoa khác cộng dồn trong năm. Trước đây là vườn hoa Gò Giảng là chủ yếu là sản xuất cho cái hoa truyền thống là những cái hoa cúc cúng, hoa vạn thọ. Nhưng mà đến bây giờ trừ là do cái tình trạng là đất đai nông nghiệp ngày càng thu hẹp, nhà cửa cô tăng, nên vườn từ người ta nhỏ lại, cho nên người ta là chuyển theo là cái hướng cái chậu, dùng những cái chậu nhỏ, chậu treo hoa đẹp, hoa nhiều trứng lụa cho sân vườn của mình. Nên là với lại hơn nữa là cái giá thành cũng vừa phải. Giá thành thì từ dưới 100 ngàn một chậu, cho nên là nhà bất cứ nhà nào người ta có thể sử dụng được 5-7 chậu đến 10 chậu trong dịp Tết hoặc ngày bình thường. Trong trời, trong nắng, trong mưa là tâm lý chung của người trồng hoa. Nhưng nhìn những cánh hoa treo giả yến thảo đa sắc màu lung linh trong nắng mới, đủ thấy rằng cây hoa treo giả yến thảo sẽ góp phần làm bừng lên sắc xuân, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân trong mùa xuân này.